rất là thuần. Tại vì ở đây thì có một cái loại nước mắm đó là nước mắm Phan Thiết đó, và người ta hay gọi đó là nước mắm lú, có nghĩa là không phải là mình ăn vô là lú luôn ha, dạ, mà là tên của nó là nước mắm lú, đúng không ạ? Nước mắm lú 79 và 7 cô 4 cô 8 thôi. Dạ, thì cái ngày về đó cô chú chị mình sẽ có dịp là được cái thời gian mình mua sống ha, thì mình sẽ có những cái địa điểm mà công ty ghé là chất lượng đảm bảo dịch vụ của người dân đa gia truyền người ta làm lâu rồi, thì cái đó mình có thể mua sống nước mắm ở đó cũng như là cái hải sản tươi ha. Dạ, cô chú chị các cái đồ cơm. Và đoàn của chúng ta di chuyển trên đoạn đường này thì chút nữa sẽ về đến ngay chỗ khu vực resort, thì cháu cũng xin phép là gửi ít cái thông tin về tại khu vực resort để có đoàn và con chính chị có thể nắm. Thứ nhất là ngày mai thì giờ ăn sáng của chúng ta sẽ là bắt đầu từ 6 giờ rưỡi đến 8 giờ rưỡi sáng, và hôm đi với lại cháu Quân cũng như là anh bạn Đạt cũng như là đoàn công ty du lịch Việt Tourist, thì mời con chú chị mình ăn buffet ha, mà ăn là phải phê ha con chú chị. Như vậy là cứ xuống mà ăn cho đã luôn ha. Dạ, ăn hết buffet giùm cháu là càng vui nữa. Dạ. Dạ rồi, thì buffet thì sẽ có rất là nhiều món của chú chị có thể lựa chọn nha. Thời gian ăn sáng sẽ là từ 6 giờ rưỡi đến 8 giờ rưỡi sáng là ngay chỗ khu vực resort. Ngay chỗ khu vực resort thì sẽ có cô chú chị mình thích tắm biển, đúng không ạ? Resort này bãi biển đẹp lắm nha, cô chú chị mình tắm thoải mái luôn, mình nhìn rất là sang trọng cô chú chị. Dạ, nhưng lưu ý là tắm biển không nên đi ra xa nha, tắm trong trong xíu thôi, check in chụp hình thôi nha. Mấy anh nào mà thích làm ngư dân gọi là lặn biển lặn gì đó thì mình sẽ dành dịp nào ha, mấy cô chú mình mời đi trong để chụp hình thôi. Dạ rồi, bên cạnh đó là ngay chỗ khu vực resort này thì có nhiều cô chú chị hỏi là có hồ bơi không, chắc chắn là sẽ mời cô chú chị mình chuẩn bị bikini hết chưa ạ? Dạ, mấy cô mấy chị mình có bikini hết chưa ạ? Ai chưa có là đối diện ra mua bikini nha mới được bơi nha. Dạ. Dạ nói chơi, ở ngay đây thì hồ bơi sẽ mở cửa là từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối nha cô chú chị. Dạ, như vậy thì ăn sáng xong rồi mình có thể ra chụp hình hồ bơi, và có cái thời gian là chiều ngày hôm nay nè, mình ra check in cái hồ bơi cái ha, xong rồi mình ra bãi biển mình ngắm hoàng hôn hả cô chú chị. Dạ rất là đã luôn. Dạ thì cô chú chị mình ra mình có thể ngắm hoàng hôn cũng như là tập hồ bơi. Hồ bơi thì sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối, nhưng từ 6 giờ tối đến 9 giờ tối là không có nhân viên trực hồ bơi, cho nên nếu trong khung giờ đó cô chú chị nào mình bơi á thì mình lưu ý là thứ nhất là đoàn mình thì chắc cũng không có ai là trẻ nhỏ, đúng không ạ? Ở đây là dạ nói trẻ nhỏ, đây mấy cô chú chị mình là người lớn ha, cho nên cháu cũng an tâm. Nhưng mà mình để ý thì cái khung giờ từ 6 giờ tối đến 9 giờ tối là sẽ không có nhân viên, cho nên mình bơi gì đó mình lưu ý ha. Dạ rồi, chương trình của mình thì có ngày mai đó là sẽ đi là cái thứ nhất là cái là làng chài, thứ hai là đồ cát hồng cho cô chú anh chị mình massage bông ha, lên đồ cát trượt cát ha. Dạ. Dạ. Đó, ai mà muốn massage bông ngày mai là cơ hội là dịp để mà mình trổ tài đó. Dạ. Nhưng mà bên cạnh đó thì trong chương trình là cô chú anh chị mình đọc là thấy có cái lâu đài rượu vang, đúng không ạ? Và như vậy thì nhắc đến tỉnh Bình Thuận là nổi tiếng nhất là rượu nhập khẩu từ USA về ha cô chú anh chị, California về. Và cô chú chị nào mà cô chú chị biết đó, nơi đây nó sẽ là một cái tòa lâu đài rất là đẹp ha cô chú chị. Nó trưng bày tất cả các cái loại rượu vang nổi tiếng trên đất nước Việt Nam của mình ở tại ngay chỗ lâu đài rượu vang này. Và cô chú chị mình vô đây, ngoài việc là mình tham quan thưởng thức, mình còn được tặng một thưởng thức một cái ly rượu vang để cô chú chị mình có thể là cảm nhận. Thậm chí là các cô, các chị cũng có thể thưởng thức được, chứ không riêng gì là các chú, các anh mà có cái nồng độ cồn. Đi rượu ở đây là uống tốt cho sức khỏe và tốt cho gì ạ? Tốt cho tim mạch, đúng không ạ? Tốt cho sức khỏe, uống rượu vang gì ít rất là tốt nha cô chú anh chị. Bởi vậy nhiều khi cô chú anh chị mình đi Đà Lạt mình thấy người ta hay uống rượu trong cái không khí là lành, đúng không ạ? Bên cạnh đó mua về làm quà cũng rất là thích, đúng không? Nhìn rất là sang. Có những cái chỗ mà mình để trên cái bàn phòng khách của mình đó, mình trưng một cái chai rượu vang thôi. Bây giờ Tết sắp tới rồi này, đúng không chị, rất là sang. Như vậy cô chú chị nào mình đăng ký đó thì cứ báo với cháu sớm nha, là chúng người tới resort báo luôn, là cháu cũng xin phép là đại diện là coi như là mỗi cô chú chị nào đi thì là cái giá vé ở đây người ta là công ty sao đặt dùm cho mình là 120.000 một người ha cô chú chị. Dạ, mình sẽ xuất phát là ta sáng mai đó thì là 8 giờ rưỡi mình sẽ xuất phát ha cô chú chị. Rồi còn ngày mai á, thì là cô chú chị nào á, mà ví dụ như mà lâu đài rượu vang á, là đăng ký á, thì sẽ là từ trên 5 thành viên thì xe mới có thể chạy được ha cô chú chị, cho nên đăng ký đông đông thì đi một xe mình đi cho vui luôn ha. Rồi ăn sáng xong 6 giờ rưỡi đúng không ạ? 6 giờ 5 giờ mấy không biết mấy cô chú thích bơi sáng sớm á. 5 giờ rưỡi 5 giờ 45 ngắm bình minh xuống bắt đầu tắm biển, tắm biển xong vô là tập 2 là mình ăn sáng, ăn sáng đến 7 rưỡi 8 giờ gì đó bắt đầu mình ra tập 3 là mình đi chơi lâu đài rượu vang. Đầu ăn, xong mình về, nghỉ ngơi xong rồi mời cô chú anh chị mình cho buổi trưa. Xong buổi chiều mình chuyển qua mình chơi tập 4 là mình bơi hồ bơi. Đó, xong bắt đầu bơi hồ bơi xong vô thay đồ chuẩn bị đi massage mông trượt cát nha cô chú anh chị. Dạ,
À, như vậy thì cháu hẹn chiều mai cô chú chị nào mà mình không đi lâu đài Đổ Bang thì tập trung dưới xe 4:15 thôi cô chú chị. Đúng 4:15 là sẽ tập trung, 4:20 là xe lăn bánh thôi cô chú chị. Dạ rồi. À, như vậy thì để mà cả đoàn của chúng ta không đợi nhau trong riêng cái chương trình là ngày chiều ngày mai thì cứ 4:15 là cô chú anh chị mình xuống trước 4:15, cứ theo giờ đó thì 4:20 là xe thấy cô chú anh chị nào mình không xuống là mặc định là muốn ở resort chơi thêm đúng không ạ, là xe sau 4:20 di chuyển ha, cô chú anh chị mình đồng ý không ạ? Ok, giơ tay cho cháu cái được không ạ? Ok rồi, xin cảm ơn. À, như vậy là cô chú anh chị nào không đi đâu là đường vang thì chiều ngày mai chúng ta chơi resort xong bắt đầu đi chụp cát massage mông ra thưởng thức những cái đặc sản ở tại thành phố biển Phan Thiết, nước dừa này đúng không ạ? Đó rồi hả, đậu hũ này nọ ngắm hoàng hôn thì 4:15 là giờ tập trung, 4:20 là giờ xe chạy thôi cô chú chị. Cháu sẽ nhắn tin lên trên group một lần nữa để thông báo về cái thời gian, ai chưa vô group thì báo cho cháu biết để thêm vào group Zalo. Bây giờ thì đến khách sạn resort cô chú chị mình lấy hết tất cả hành lý xuống nha, trên xe kim cương, hộp sòn, hộp é, hộp lựu gì đó mình cầm xuống hết nha, là điện thoại di động, bóp ví, tiền bạc tư trang để mà mình giữ bên người của mình cũng như là chụp ảnh, quay phim, đi chơi đúng không ạ? Dạ. Rồi bên cạnh đó là phía dưới hành lý của mình thì cô chú anh chị là mình nhận diện hành lý của các thành viên trong đoàn của mình ha, để mình đem vào thì cháu sẽ mời cô chú anh chị mình welcome trip, có nghĩa là chào mừng cô chú anh chị mình đến với lại resort Ocean cũng như là thành phố biển Phan Thiết ha. Sau khi dùng xong xin phép là gửi thẻ phòng đến cho cô chú anh chị của mình. Ở đây cô chú anh chị nào ở tầng, cái tầng nó không phải cao quá để cô chú anh chị mình đi thấy mệt đâu, có thang máy ha, đó ai ở tầng trệt là đó ha. Dạ, ngắm biển rồi sau đó mình vô mình nhận phòng nghỉ ngơi, rồi chút nữa là mình đi bơi, đi hồ bơi gì đúng không ạ? Rồi có vô chú chị hỏi cháu Quân ơi, tối nay giờ đi đâu chơi không biết đi đâu hết, ở trong resort nè thì giờ tối nay đó cô chú chị mình ra resort cứ quẹo phải cho cháu, nhưng mà theo cháu thấy đó thì quẹo phải mà đi bộ hơi xa xíu mới đến được những cái khu vực nhà hàng hải sản đúng không ạ? Cho nên ngay chỗ resort có lẽ tâm, và ở đây người ta đi taxi gì? Taxi Mai Linh nha, cứ nhớ taxi Mai Linh dễ nhớ đúng không cô chú chị? Taxi Vinasun nhiều người không nhớ, nhớ taxi Mai Linh nha. Rồi bây giờ gọi taxi Mai Linh sao chú Quân? À nhờ là Tâm gọi giùm cho mình. Cái bây giờ đi về đi làm sao? Đi về thì taxi nó hay đậu phía trước những cái quán ăn nhà hàng hải sản, gọi nó đó. Và hoặc là cứ cái số taxi là 38 38 38 38 gì đó, 38 38 38 38 đó. Dạ đó, thành ra là mình có thể gọi để mình chạy về, cứ nhớ 38 39 thôi. Dạ. Ở thì mình có thể đi ha. Và đi taxi Mai Linh là một cái taxi mà thứ nhất là mình không bị taxi dù ha cô chú anh chị, để tránh chặt nhiều tiền. À, cứ vậy cứ nhớ taxi Mai Linh mình đi ha. À dạ rồi. Đó thì cứ quẹo phải resort là cô chú anh chị mình có thể là đến những cái quán ăn có dịp là được xài tiền nữa ha cô chú anh chị. Dạ rồi. À, ngày mai ăn sáng 6:30 đến 8:30. Cô chú anh chị nào đi tham quan lâu đài Đồ Vang thì 8:30 là giờ chúng ta tập trung và xuất phát ha cô chú anh chị. Thì chút nữa tới resort xong. À, cháu Quân ơi, cô báo luôn cho cháu, chứ tự nhiên cái bây giờ tới 6:00 là cái nó đóng cửa không có đặt được vé, cho nên là xuống cái báo luôn cho cháu luôn, chốt cái số lượng ha, xong rồi cháu cũng sẽ đi một lượt lên trên phòng để thăm cô chú của mình ai đăng ký nữa, cái cho cháu xin phép được thu tiền ha, để cháu gửi chuyển khoản về cho điều hành để họ đặt giúp cái bên kia ha cô chú anh chị đó, xong rồi ngày mai mình đi ha, cứ tới 5 thì mình đi nhá. Dạ. Rồi còn buổi chiều cô chú chị là mình không đi thì 4:15 tập trung xuống, 4:20 xe sẽ di chuyển đi tham quan đồi cát hồng, đồi cát bay đó, và cũng như là mình đi tham quan làng chài chỗ mà người dân người ta đánh bắt cá sau một buổi chiều về ha cô chú chị ha. Dạ rồi. Rồi còn cái ngày cuối thì cháu xin thông báo trước vậy thôi, nhiều cô chú chị nhiều khi không nhớ thì cái giờ ăn sáng của ngày cuối cũng vẫn là từ 6:30 đến 8:30 sáng, tại vì mình đi là nghỉ dưỡng đúng không ạ? Dạ. Đó thì nhiều cô chú hỏi bây giờ mấy giờ check out phòng, thì trước 11 giờ trưa mình check out phòng hả cô chú chị, trước 11 giờ trưa, rồi sau đó thì khoảng 11 giờ 15 đến 11 giờ 20 là cháu mời cô chú chị mình một bữa trưa để trước khi chúng ta lên xe về lại thành phố Hồ Chí Minh hả cô chú chị. À dạ rồi, bây giờ thì xe đã đến cái chỗ khu vực resort rất là đẹp. À, mời cô chú chị mình giúp giùm cháu một cái này, đại diện các trưởng nhóm đó, mỗi phòng sẽ là một chứng minh hoặc